sên hả? Ăn nhầm bò, nhầm bò. Ốc sên bò hả? Wow, một con ốc sên đang bò. Nghe không? Chờ. Con gì? Sên bò hả? Wow. Rồi đi thôi. Chó kìa. Đừng có kêu nó cắn đó nha. Nó lại chó. Chó. Chó dữ quá. Wow. Ủa, cái mau. Thôi bye bye chó đi, bye bye chó đi. Bye bye. Cái này cái gì? Ớt. Ớt. Cay quá. Cay sao quá. Cay sao, cay sao. Ốc đẻ. Tiếm nè, tiếm ra nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, Hiếu ơi, con gì đây? Con bỏ ngựa. Bỏ ngựa. Đúng rồi, con bọ ngựa. Bọ. Bọ. Ngựa. Nghe không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp quá. Wow, vậy quay gần rồi con. Wow. Đây là con bọ ngựa đó các bạn. Nó nhìn kìa, nó nhìn kìa. Ờ nó cắn á, thì con đụng đụng vô. Cha đụng được. Thôi bye bye nó đi thôi. Ngon, ngủ ngon. Ngon. Đi kiếm một khác, let's go. Ngon. Ngon, cũng ngon.
đếm nè. 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 Nghe con gì hiếu? Bò cánh cứng không? À bò cánh cứng không? Cứng quá. Cứng. Ngủ rồi Hiếu ơi. Khi ngủ. Ngủ cứng. Ngủ cứng ngủ rồi. Ngủ. Rồi bye bye nó đi. Bye bye. Cho ngủ ngủ cho. Ừ. Wow. Có gì vậy? Trơn. Ốc sên đúng rồi. Em ăn cá bò rồi ngủ bò. Có bò. Sên bò. Hay ăn gì đó Hiếu, nè ăn gì? Ăn này nè. Chín. Ăn gì? Con này con nhện nhện. Ủa con kiến nữa kìa. Con gì hiếu? Wow. Wow. Nhện nhện. Nó cắn á. Cho quay con vạc xanh nữa. Cái vạc xanh nó không biết mà. Wow, thanks. Give me to my loo, my darling. Loo, loo.